Anh đuổi chị ra khỏi phòng thu. Anh bảo đi về. Không thu. Làm việc không chuyên nghiệp. Chị Linh gọi là cosplay cái bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ ấy ạ. Mà lúc đấy thì em thấy là hình tượng của chị Mỹ Linh rất năng động hiện đại. Mà trong khi đó cô gái đấy thì rất dịu dàng. Anh làm thế nào để chị Mỹ Linh có thể vào được cái vai đấy mà nó tròn vai ạ? Đấy là một thách thức đấy, tại vì Mỹ Linh đúng là hiếu động thật. Nếu mà chị không có thấm cái bài hát như thế thì không thể nào mà hát có nhiều cảm xúc như vậy. Thế thì khi mà người ta cảm xúc và thấm cái bài hát vậy thì cái lúc mà thể hiện ra hình ảnh thì cũng là dễ thôi. Anh nói thế là anh hơi gọi là thiên vị đấy. Chứ còn quay tốn của anh ấy nhiều băng lắm, bởi vì chị không diễn được. Tóc ấy động một tí nó lại lộ tóc giả ra. Thế là cái người làm tóc hôm đấy là rất vất vả, cứ phải quay đi quay lại, là vì anh Nam anh rất khó tính. Hơi lộ ra một tí thôi là xin mời quay lại từ đầu. Hồi đó khi mà nhạc V-pop rất là thịnh hành và những nữ ca sĩ họ rất là nổi tiếng, thì cái vai trò của người đạo diễn ở đằng sau ấy chắc là cũng rất là áp lực đúng không anh? Không, sợ anh Nam lắm. Anh nói một cách ngồi yên trật tự. Mỹ Linh hồi đó 16 tuổi, thế nên đương nhiên là anh Nam quát thế nào cũng phải sợ rồi. Áp lực làm sao sau cái video đấy ca sĩ trở nên nổi tiếng. Thực ra bài Hà Nội Đêm Trở Gió hay là bài Chị Tôi á, đều là hai bài mà chị được mời để hát cho kịch và phim. Rồi là Trên Đỉnh Phù Vân hay là Chảy Đi Sông Ơi đều là sáng tác cho các vở kịch hết. Và hát bài nào xong thì có thể kịch thì chị cũng biết, nhưng mà là gắn luôn bài đấy với chị luôn. Có một bài nữa mà lại sau này còn nên duyên vợ chồng cơ, là bài Biển Khác. Bố chị viết cái bài hát này là cho một cái vở kịch cũng có tên là Biển Khác. Khi đến hát thì anh Quân là người phối nhạc về đấy. Bài vừa mới đưa ai mà thuộc được. Phải cầm giấy thì anh đuổi chị ra khỏi phòng thu. Anh bảo đi về. Không thu. Làm việc không chuyên nghiệp. Ca sĩ đến hát là phải thuộc bài. Thế thì mình chưa thấy cái tiền lệ này bao giờ cả. Xưa đến giờ đi hát là phải cầm giấy chứ làm gì có ai tên là thuộc đâu. Thế là mình đi về thì đi về. Là lần đầu tiên gặp nhau lại là một lần cãi nhau nảy lửa trong phòng thu. Hôm nay nghe mọi người nói chuyện lại chuyện hồi xưa mới thấy được rằng là cái sự tỉ mẩn trong nghề, cái sự gì nhỉ, liều lĩnh nữa cũng là một tính từ rất là nổi bật trong câu chuyện này. Và đặc biệt là nghiêm khắc, phải nghe lời nữa, phải cái hợp tác cùng với nhau. Cái đấy nó rất là khác với ca sĩ bây giờ. Rất khắt khe, và tôi nghĩ đó là giá trị của việc là làm việc kỷ luật cộng với nghệ thuật sẽ tạo ra những tác phẩm và cống hiến. Ngày hôm nay em rất là cảm ơn anh Phạm Hoàng Nam đã kết nối cùng với Ngày Xưa Chill Fest. Cảm ơn và chúc sức khỏe anh ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà. Ngày xưa đã chill, hôm nay thì tiếp tục chill nữa và sẽ chill ở tương lai nhé, lúc nào cũng sẽ chill. Vâng, em cảm ơn anh. Và với khán giả truyền hình, chúng ta sẽ tiếp nối câu chuyện với cả Mỹ Linh, với sự lan tỏa của cô ấy, nhạc của cô ấy. Và không chỉ thế đâu, mà cái biểu tượng thời trang của Mỹ Linh, mái tóc ngắn của Mỹ Linh và những cái kho báu như thế này trong phần tiếp theo của chương trình. Và khán giả đang theo dõi Ngày Xưa Chill Fest. Trong suốt sự nghiệp của mình, ca sĩ Mỹ Linh đã phát hành 15 album phòng thu. Trong đó, album Tóc Ngắn phát hành năm 1998 đã trở thành cú hích mạnh với thị trường nhạc nhẹ. Trước đó, chưa một nghệ sĩ, một ekip nào thực hiện một sản phẩm trẻ trung, chất lượng, song không hề xa với thẩm mỹ đại chúng. Album có nhiều bản hit lớn, được mọi thế hệ khán giả yêu thích như Hương Ngọc Lan, Chưa Vắng, Khúc Giao Mùa. Hiện album này đã bán được hơn 200.000 bản, trở thành một trong những album bán chạy nhất lịch sử âm nhạc Việt Nam. Tóc Ngắn đã mở ra hiện tượng văn hóa bắt chước Mỹ Linh, khi mà phần lớn các cô gái lúc bấy giờ đều ưa chuộng kiểu tóc ngắn và phong cách ăn mặc của Mỹ Linh. Trong giai đoạn cuối năm 1998 tới năm 2000, việc các bậc phụ huynh đặt tên con gái là Mỹ Linh cũng đã trở thành xu hướng lúc bấy giờ. Khi mà xem lại những cái clip này rất là xúc động. Xúc động vô cùng ấy. Bởi vì nó thực sự nó là một cái giai đoạn, nó giống kiểu là milestone ấy. Một cái dấu ấn rất là quan trọng. Đây là cái giai đoạn mà khi mà mình bắt đầu gặp ông xã. Bây giờ anh Quân và anh Huy Tuấn, hai người đã làm produce cho mình một cái sự nghiệp khác hẳn. Với những cái bài hát viết riêng, gọi là Donny đóng giày cho Mỹ Linh, rồi chú Dương Thụ thì viết lời cho. Những cái video này là đã quay khi mà mình đã có con rồi. Nó cũng gợi lại cái thời gian đầu khi mà mình mới bước chân vào cuộc hôn nhân này. Thì hai đứa đều rất là trẻ, cũng là đều là những người có tài. Vì có tài nên cũng bướng, ngang, rồi cãi nhau suốt ngày, không ai chịu ai cả. Có thể mọi chuyện đồng ý nhưng riêng trong nghệ thuật là cãi nhau. Giai đoạn này là giai đoạn mình học được nhiều nhất. Học về âm nhạc, học về ứng xử, học về
tất cả mọi thứ để mà hòa hợp trong những mối quan hệ rất là phức tạp. Mỹ Linh trước đó là một cái người hát nhạc pop rất là sâu lắng nhẹ nhàng, trở thành một cái cô ca sĩ có cá tính hơn, có chất hơn, R&B hơn ở trên sân khấu. Và hình như anh Quân còn nói là nhiều người đã nói tôi kìm hãm sự nổi tiếng của Mỹ Linh. Những gì thành công lúc đầu đều bị phản đối, chẳng có cái nào không. Cũng may những gì tôi làm cho Linh có kết quả tốt, không tôi lại thành tội đồ của âm nhạc Việt Nam. Úi giời ơi, chị không bao giờ nghĩ là anh nói như thế. Cái cuộc gặp gỡ này là một cuộc gặp gỡ rất là may mắn của cả hai phía, hay nói đúng hơn là cả ba phía, anh Quân, anh Tuấn và chị nữa. Thực ra chị thích nhạc của các anh ấy trước khi gặp các anh ấy mà. Và cái việc tìm đến để gặp các anh ấy là chị bây giờ nghĩ lại thì đúng là mình cá tính thật đấy chứ, vì mình là phụ nữ mà. Thế cọc đi tìm trâu á. Chị ơi, chị đang nói trên phương diện là âm nhạc hay là chị đang nói trên phương diện đời sống cá nhân đấy hả chị? Âm nhạc. Thời đấy chị không biết, nhưng mà với khán giả thì không chỉ có đặt tên con là Mỹ Linh đâu, mà còn đi ra tiệm cắt tóc và nói là cắt cho tôi kiểu đầu Mỹ Linh. Rất là vui. Hôm đó ngồi nói chuyện với con gái thì con có bảo là thời của mẹ, nếu mà truyền thông nó phát triển như bây giờ chắc là mẹ sẽ hơn con rất là nhiều. Con bây giờ con chưa được bằng mẹ hồi đấy, mà con đã được chú ý rồi. Con càng nghĩ lại con càng nể cái sức ảnh hưởng của bố mẹ. Nếu mà nói để cho Mỹ Anh hay là những khán giả trẻ bây giờ xem ấy, thì ở trên mạng xã hội chắc tìm được một vài tác phẩm. Nhưng mà trong tay tôi, như tôi giới thiệu từ đầu ấy, Linh và khán giả, là đang cầm ở trong đây là một kho báu đấy. Đây là một cái VCD. Chị Linh ơi, chị có nhìn rõ cái VCD này không? Đây là một cái gọi là collection ấy, tổng hợp những cái bài hát mà nó rất là gắn bó với sự nghiệp của chị. Trong cái bắt đầu từ cái giai đoạn mà chị gặp anh Quân và anh Huy Tuấn và chú Dương Thụ để làm ra một những cái sản phẩm âm nhạc hồi đó, như là Tóc Ngắn 1, Tóc Ngắn 2 hay là Made in Việt Nam. Và Tóc Ngắn đã thực sự trở thành một biểu tượng, và hơn thế nữa là kỷ niệm, là ký ức của nhiều người. Và ngày hôm nay sẽ là món quà của ngày xưa Chill Fest gửi tặng tới chị. Hãy xem Tóc Ngắn phiên bản 2021 nha chị nhé. Cũng giống như là rất nhiều những khán giả Việt Nam khác thì Vũ Thảo My đã thần tượng và yêu thích giọng ca của diva Mỹ Linh từ khi còn rất là nhỏ. Và khi mà lớn lên thì My lại được rất là may mắn khi có cơ hội làm việc cũng như là gặp gỡ chung với diva Mỹ Linh trong chương trình Giọng Hát Việt năm 2013, và đã học hỏi được rất là nhiều điều từ cô trong khoảng thời gian đó. Và đặc biệt có một điểm chung, đó chính là cả My và cả diva Mỹ Linh đều xuất phát từ quê hương Nam Định, cho nên là mỗi lần có ai nhắc đến điều này thì My cảm thấy rất là tự hào. Cuối cùng thì My xin được chúc cho diva Mỹ Linh sẽ luôn luôn thật xinh đẹp và sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho khán giả yêu nhạc Việt Nam. Xuân tóc ngắn anh trên đường, trẻ trung giang hồn như gió phố phường, lướt đi rất nhẹ nhàng, nhanh bay trên con đường hồng, nụ cười tóc ngắn xuân vườn mùa xuân, kia mình em để tóc ngắn sẽ thương. Sáng ngời tóc anh vì em vẫn thích mình, xinh tươi có dịp em tóc dài để cho em giống như bao nhiêu người. Tóc anh mắt bồ câu rất hiền, tóc anh chạy xe trên phố như chim bay thay mùa xuân rất vội. Nhớ thí sinh này ở Giọng Hát Việt không ạ? Nhớ chứ. Hồi đó là chị thuyết phục mãi mà Thảo My nhất định không về đội chị Mỹ Linh. Và My vừa rồi hát Tóc Ngắn với một cái em rất là mới và hay, và cái xử lý rất là khác, chị rất là thích. Thực ra để mà hát lại cover một bài hát trên một nền nhạc y chang như cũ mà lại hát được ra một cái màu của mình thì là rất là khó đấy. Thực sự Thảo My là một ca sĩ trẻ rất là tài năng. Và đến bây giờ tại thời điểm này thì các bạn cũng đang gọi là học hỏi được từ chị Mỹ Linh rất là nhiều đúng không? Bởi vì chị có một cái phần chia sẻ rất là hữu ích cho mọi người qua các lớp học thanh nhạc online. Em xem cái bài mà làm thế nào để hát nốt cao mà không dùng giọng mũi của chị chắc đến 20 lần rồi, nhưng mà em
Đấy chị ơi, em nhưng em đang vẫn học chưa làm được. Video đấy là chỉ sau 2 ngày ra mắt thôi mà đã có gần 100.000 view. Nó cũng có thể đo được cái sự quan tâm của mọi người trong cái việc là mọi người rất thích hát hay là mọi người rất là quan tâm đến các kỹ thuật hát. Chị rất là thích luôn, cảm thấy rằng là đúng là mình đang đi rất là đúng hướng. Vâng, cảm ơn chị Mỹ Linh ngày hôm nay đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện vui và thêm một món quà được cover lại trong chương trình, một bài hát của chị bởi một nghệ sĩ trẻ. Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng ma, tòa hương bát ngát, bao vai anh chiều cuối thu buồn, chờ em bao lâu trong ngóng mỏi mòn mà chẳng thấy. Anh mới quen em vẫn cây ngọc là tòa bóng mát và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn một nhành lá. Anh hãy cho em đêm mai là một chút thương, ngày cuối thu sẽ mãi mãi yêu em là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn trong giấc mơ, sẽ mãi mãi thương em là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim anh đã trao gửi em tình nồng dàng, hương lan bay xa một chiều cuối thu, thương em yêu em góc phố nơi hẹn hò, mùi hương thơm ngát cùng gió. Sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn trong giấc mơ, sẽ mãi mãi thương em là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim anh đã trao gửi em tình nồng như thoáng hương, như thoáng là ôi trời ơi, cuối cùng thì trong chương trình ngày hôm nay cũng được nghe hương ngọc lan. Ninh hát bài hát này rất là hay, Ninh hát bài hát rất là tình, rất là dịu dàng như Ninh vốn như thế. Cảm ơn chị và những cái tác phẩm của Diva Mỹ Linh. Và trong một cái góc của ngày xưa chi phết ngày hôm nay thì chúng tôi luôn luôn có một cái phần cover như vậy. Những khán giả đang sử dụng mạng xã hội thân mến có thể lên ngay trang fanpage VTV Giải Trí để nghe lại bài hát trong chương trình ngày hôm nay và đồng thời bình chọn cho bài hát đó trong bảng xếp hạng ngày xưa chi phết. Và rất là cảm ơn chị Mỹ Linh vì đã đến với chúng em ngày hôm nay. Mình muốn gửi đến tất cả khán giả một lời chúc lành, mong rằng là chúng ta sẽ cùng nhau bước qua đại dịch này và chúng ta sẽ sớm được trở lại gặp nhau, thực sự gặp nhau chứ không phải là chỉ gặp nhau online như thế này. Và chúc cho mọi người trong khó khăn thì cũng vẫn giữ được cái tinh thần của mình bình an nhất. Ngày hôm nay rất là cảm ơn chị Mỹ Linh đã đến với ngày xưa chiêu phết và có quá nhiều tiếng cười nhưng cũng đồng thời có quá nhiều những cảm xúc lắng đọng. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi ngày xưa chiêu phết và đừng quên cái câu slogan của chương trình: gác lại âu lo, buồn vui qua hết, ngày xưa chiêu phết. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào chị Mỹ Linh, xin chào quý vị khán giả.